giờ bóng lăn, dù xác định Trung Quốc đứng tuổi trên so với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng không ít người hâm mộ hy vọng tuyển Việt Nam gây được bất ngờ trước đội bóng đến từ đất nước tỷ dân. Những hy vọng đó càng có cơ sở và lớn dần sau tiếng còi khai cuộc khi Trung Quốc thực tế không quá hoàn hảo hay vượt trội quá xa so với tuyển Việt Nam như mường tượng trước đó. Nói một cách cụ thể, ngoài một vài cá nhân nổi bật thì lối chơi của Trung Quốc thực tế khá thường và ít bài với những miếng đánh xuống hai biên rồi tạt vào trong cho các tiền đạo dứt điểm. Một đối thủ như thế nên khi tuyển Việt Nam không có chiến thắng hay ít nhất một điểm ra về rõ ràng là điều đáng tiếc đầu tiên. Nhìn một cách tổng thể, tuyển Việt Nam không đáng thua nếu xét về số cơ hội hay tinh thần trước Trung Quốc, đặc biệt là ở 20 phút cuối trận đấu. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi đầy hứng khởi, mạch lạc và quyết tâm, bất chấp để đối thủ dẫn bàn trước ở những phút đầu hiệp 2 sau khi nhận cú hồi mã thương từ đối thủ. Các pha lập công từ Tấn Tài, Tiến Linh là thành quả của những điều chỉnh nỗ lực từ tuyển Việt Nam thay vì phải nhờ vào những sai lầm của hàng thủ và đặc biệt là sự xuất sắc đến từ Guley, người đang chơi bóng ở châu Âu. Gỡ hòa dù bị dẫn trước hai bàn cách biệt, trước khi thua đau ở phút bù giờ rõ ràng đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong một trận đấu mà các cầu thủ áo trắng chơi hay nhất kể từ vòng sơ loại thứ 3 của World Cup 2022 bắt đầu. Bóc tách các bàn thua của tuyển Việt Nam càng khiến người ta phải tiếc nuối bởi tất cả đều xuất phát từ sai lầm hàng thủ, non nớt của Thanh Bình trước sự tinh quái đẳng cấp của Guley thể hiện. Nhưng rõ ràng cũng rất khó trách bởi thẳng thắn mà rằng Trung Quốc vẫn nhỉnh hơn tuyển Việt Nam về thể lực và đây là mấu chốt để hàng thủ mắc sai lầm dẫn tới bàn thua mà Tấn Trường phải nhận. Thêm vào đó cũng khó mà trách Thanh Bình bởi người mà hậu vệ trẻ này phải chăm sóc đang thi đấu tại La Liga. Chưa kể trung vệ đang khoác áo Viettel đến lúc này mới chỉ vỏn vẹn vào sân lần thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Trung vệ 21 tuổi của tuyển Việt Nam rõ ràng không kém. Ngược lại, do đối thủ quá hay, cứ nhìn cách mà Guley băng xuống ghi bàn và thoát bẫy Việt vị chỉ trong gang tấc là thấy. Đặt Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay bất cứ trung vệ nào của tuyển Việt Nam trong tình huống này có lẽ cũng không thể khác. Vậy nên, không có gì để trách cứ Thanh Bình hay hàng phòng ngự tuyển Việt Nam khi tất cả đã nỗ lực hết sức. Và nhìn một cách lạc quan, việc các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo khiến Trung Quốc phải thắng nhọc nhằn như thế cũng rất đáng tự hào thay vì chỉ trích. Cần nhắc lại, với vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 đang diễn ra, dù có hay đến đâu đi chăng nữa thì tuyển Việt Nam vẫn chỉ là tân binh tò te. Vậy nên, cứ phải mỉm cười, trước hết là hình ảnh nỗ lực hết mình của các cầu thủ.